Dự án cầu Phước An kết nối Bà Rịa Vũng Tàu với tỉnh Đồng Nai, một trong những dự án kết nối vùng quan trọng phục vụ cho hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải đã được khởi công từ tháng 6 năm 2023. Đây cũng là cột mốc khởi công của gói thầu số 39 xây lắp hạng mục cầu chính. Triển khai thi công trên tuyến luồng Vũng Tàu Thị Vải, tuyến luồng có mật độ phương tiện tàu biển lẫn tàu thủy nội địa ra vào liên tục nên nhiệm vụ điều tiết đảm bảo hành hải và an toàn giao thông thủy nội địa được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Dự án cầu Phước An nối đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ với khu công nghiệp Phước An, tỉnh Đồng Nai dài hơn 4.378 m, trong đó phần cầu chính dài khoảng 500 m bắc qua sông Thị Vải. Cầu có tỉnh không thông thuyền 55 m, là tỉnh không cao nhất trong số các công trình cầu trong cả nước tính đến thời điểm hiện tại. Khởi công từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 9 vừa qua, đơn vị thi công bắt đầu triển khai phần móng cọc. Cũng từ thời điểm này, công ty đảm bảo an toàn hàng hải Đông Nam Bộ cũng tiến hành nhiệm vụ điều tiết luồng Vũng Tàu Thị Vải gần khu vực thi công cầu. Theo đó, hai trạm neo đậu đã được công ty bố trí cố định trên sông tại vị trí thượng lưu và hạ lưu. Mỗi trạm một cano, 4 nhân viên túc trực 24/24 giờ. Đây là một khu vực là có mật độ các phương tiện thủy lưu thông rất là lớn, đặc biệt là đối với các phương tiện thủy nội địa là hành trình qua khu vực rất là lớn. Rồi phạm vi thi công về luồng lạch cũng rất là hẹp, không có được nó là khúc cua, không có được thuận lợi. Cho nên là chúng tôi cũng nhận thức được cái công tác điều tiết nó có cái sự khó khăn nên cũng đã có chỉ đạo các anh em là tăng cường trực ca rồi điều tiết 24/24. Bất kể lúc nào là có sự chủ động để ngăn ngừa các cái sự cố sớm. Các phương tiện thủy nội địa thường chờ con nước để ra vào, khiến cho ở một số thời điểm phương tiện lưu thông qua khu vực thi công cầu lên tới 20-30 chiếc, tạo áp lực lớn cho các nhân viên túc trực tại các trạm. Nếu trùng hợp có tàu biển đi qua, nhân viên trạm phải liên tục di chuyển trên luồng để nhắc nhở các phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về an toàn. Những phương tiện nội địa người ta băng cát, người ta không có được sự hướng dẫn, người ta vẫn đi theo cái truyền thống, người ta đi theo con nước và đi làm sao cho tắt và nó nhanh nhất có thể, nên nó ảnh hưởng đến cái an toàn của công trình và của tàu biển. Thì lúc đó lực lượng điều tiết sẽ ra là hỗ trợ thông báo cho các phương tiện thủy nội địa hành trình nhanh qua công trình để đảm bảo cho tàu biển có vị trí tốt nhất để qua. Gói thầu thi công cầu Phước An dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027. Đồng nghĩa, hoạt động điều tiết luồng Vũng Tàu Thị Vải cho công trình này sẽ được duy trì cho đến thời điểm cầu hoàn thành. Áp lực lớn nhưng được góp phần để hoàn thành dự án trọng điểm có vai trò quan trọng đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ. Nên đội ngũ những người túc trực tại các trạm điều tiết này sẽ nỗ lực hết sức mình để công trình thi công an toàn, đúng tiến độ.